Xin chào cả nhà, lâu quá không gặp cả nhà, có khỏe không? Cả nhà có nhớ Núp không? Hôm nay Núp quay lại và hướng dẫn cho cả nhà móc một cái túi cực kỳ đơn giản, cute for my wear, móc dễ nhất vũ trụ, dễ nhất hành tinh luôn đó cả nhà. Đó là cái túi thu, hay còn gọi là cái túi to te. Mình đọc bình thường là túi to te, nếu mà gọi là bình dân học vụ đó là cái túi kẹp nách đi chợ. Ừ, nhưng mà được cái nó cũng đẹp sang trọng lắm á nha, đừng có khinh thường cái túi kẹp nách đi chợ của tôi nha. Rồi, cái túi này không có khó gì đâu các bạn, chủ yếu là con mắt thẩm mỹ của mình có trang trí thôi, chứ toàn cái túi này chỉ có mũi đơn mũi kép, rất là dễ móc nha. À, chúng ta canh sao giống như là cái túi này có cái hai mặt của nó, mình canh cái mặt nào mà đẹp nhất á, thì mình lấy làm mặt chính để mình trang trí ha, cái mặt nào mà nó có bị lỗi một chút thì mình để phía sau vậy thôi, không có gì cả. Rồi bây giờ chúng ta vào chuyên môn thôi nè. Để móc cái túi này thì chúng ta cần có một số nguyên liệu sau đây nha các bạn. Thứ nhất là chúng ta phải có sợi, sợi để móc cái thân chính. À, một là các bạn dùng sợi dệt, hai là sợi cô tông thái 2 mi này, à, hoặc là sợi thô, không mà đừng móc thô, bye bye thô đi, thô nó khó móc, nó cứng ngắc mà nó dễ bay màu mà dễ mục lắm, bye bye thô đi các bạn. À, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc bằng sợi thái 2 mi này. Hôm nay móc màu xanh copal để cho nó thêm nhiều màu sắc ha. Đó giờ núp không có hướng dẫn móc màu xanh nhiều, à, nên nay móc màu xanh cho nó vui vui tí xíu, nó lạ lạ. Và tiếp theo đó là mình chúng ta còn có một số sợi cô tông Việt Nam nhí nhí đây nè, để mình móc bông hoa trang trí ha các bạn ha, liền qua bên. Rồi tiếp theo điều quan trọng là phải có cây kim, chúng ta sẽ móc cây kim số 5 3 mi nha các bạn, 3 mi ly. À, móc thân chính của mình sợi dệt hay là sợi cô tông thái chúng ta đều móc kim 3 mi ly cho nó dễ và nó nhanh nữa, móc kim to cho nó nhanh. Kim nhỏ nhỏ này các bạn cũng thể, không có kim 3 mi thì các bạn móc kim 2.5, mà kim 2.5 thì tuyệt đối không có móc cho sợi thái, sợi thái móc kim 2.5 kéo khó qua lắm ha các bạn, móc kim 3 chấm. Ok rồi, chúng ta phải có, nếu mà không may nút, không may dây kéo thì chúng ta sẽ dùng nút hít. À, nút hít khâu dùng một cái hai cái tùy mọi người thích sao thích, các bạn không thích dùng nút hít thì các bạn dùng dây kéo cũng được. Ừ, và điều đặc biệt là mình phải may lót nha các bạn, à, phải có vải may lót, may lót như thế này để cái túi mình xài sẽ bền hơn nha các bạn. May lót rất đơn giản, nhưng mà may lót không có dây kéo nè, chỉ cần may hai cái bên hông của cái vải rồi ịnh vào may thôi, rất là đơn giản. Ok. Rồi, một điều quan trọng nữa đó là chúng ta cũng phải có keo nến để chúng ta định hình cái hoa của mình. Ừ, keo nến. Còn ai sang sang nữa thôi đầu tư cho mình thêm một cái súng bắn keo đi các bạn ha, cho nó dễ. Không có nhiều tiền, mấy chục ngàn à, mà bắn kiểu chiêu 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 khỏe. Khỏi phải hơi lửa ịnh ịnh bất công, mà nó còn bị phỏng hoặc là nó không đẹp nữa. Cái súng nó có cái mũi nhọn của cái đầu cái súng. Dán tới đâu, hơ tới đó. À, giá đến đâu xịt đến đó, sướng ơi là sướng. Rồi bây giờ chúng ta vào vấn đề chính, tiền đâu ý lộn, đầu tiên à, chúng ta sẽ gầy cho mình đó 62 xích nha các bạn ha, 1 2 3 4 5 6 10 61 62 xích. À, 62 xích rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ụp cái dây này lại và chúng ta sẽ móc bên mặt trái của cái sợi dây ha các bạn ha. Bên mặt trái của sợi dây để khi mình móc tới cuối cùng sợi dây này nè. À, mình đánh vòng lại thì nó sẽ không bị hở độ to của cái sợi dây đuôi qua quá ha, nó xúc ra mình khó lắm. Mình móc về trái, mình sẽ cố định luôn cái sợi dây cho của mình. Chúng ta sẽ móc 3 mũi móc kép vào đúng cái chân thứ hai ha các bạn ha. Chân thứ hai là chúng ta móc đâm kim vào nè. Nhớ ở trên hai hai sợi, ở dưới đây một sợi nha các bạn ha. Đó là móc về trái cho nó chặt cái đáy của mình. Các bạn móc một mũi móc kép, mũi móc kép là ngoắt một vòng sợi đâm vào cái chân, kéo sợi qua, chúng ta sẽ có 3 vòng chỉ trên sợi, trên kim. À, các bạn sẽ luồn qua hai vòng đầu tiên. Móc ngoặc chỉ luồn qua hai vòng đầu tiên, sau đó móc ngoặc chỉ luồn qua hai vòng kế tiếp. Gọi là mũi móc kép. Và chúng ta sẽ móc 3 mũi móc kép vào đúng ngay cái chân này luôn. Ha các bạn, chúng ta móc một mũi rồi đó, bây giờ thêm 2 mũi nữa. Đó, như thế này. Vào đúng ngay cái chân đó luôn. Rồi, tiếp theo đó, cứ mỗi xích ở dưới đây là chúng ta cho một
mũi móc kép ha các bạn. Tiếp theo chân thứ hai, đây cứ tế mà tiếp tục nha các bạn, hết cái sợi dây của mình luôn. Ok, đây còn ba chân cuối cùng. À, các bạn thấy cái chân ở dưới đây không? Móc sợi này mình phải kềm hơi nhiều ha, nó cứng á. Rồi đây cái chân cuối cùng nha các bạn, chân cuối cùng chúng ta sẽ cho 8 mũi móc kép vào trong cái chân cuối cùng này nha. À, đây là chân cuối cùng các bạn thấy không, khi mình móc bề trái của cái sợi dây á thì chỗ này mình siết chặt nó lại rồi, nó không có bị hở cái chân này ra. Nếu các bạn móc bề phải á, trên đây này nè, khi các bạn đâm vô cái chỗ này nó hở to 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 ra là mà nó tuột, mình khó móc ha. Khi móc bên đây trái của cái sợi dây á thì nó siết chặt cái chỗ này của mình lại luôn, nó không có bị hở cái phần chân này ra ha, cái xích này ra, các bạn dễ móc hơn. Rồi các bạn móc cho mình 8 mũi móc kép vào trong cái chân cuối cùng này luôn. Chúng ta móc một mũi rồi đó, bây giờ 8 mũi vào trong đó. Và vừa móc vừa nẹp luôn cái sợi dây khởi đầu của mình lúc đầu á các bạn, dây dư á. 2 3 4. Dùng hết công lực nại nha các bạn ơi. Đó, các bạn nhất là những cái bạn mà mới bắt đầu học móc á, khó khăn. Cái gì cũng khó cũng than hết trơn. Rồi, từ từ rồi sẽ quen thôi. Ráng chịu cực đi rồi mai mốt chịu khổ sau ha các bạn ha. Rồi, tiếp theo. Bao nhiêu mũi rồi trời ơi, móc 8 mà quên mất tiêu đếm mũi. 1 2 3 4 5 6. 7 7 rồi. Thêm một mũi nữa. 8. Ok. Đó, xong cuộc hành trình gian khổ nại. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ móc đối xứng, một mũi bên đây đối xứng mũi bên kia. Ok, cũng là mũi móc kép luôn. Thì nó có cái sợi dây sẵn rồi nè bạn, còn lại một sợi dây nè. Đó, chúng ta sẽ móc vô cái sợi dây này và nẹp luôn cái sợi dây dư ban đầu của mình nha. Mũi móc kép nha các bạn. Chúng ta sẽ móc một móc kép không nên cái túi này móc rất là nhanh. Không có gì cả, móc 3 tiếng là xong. 3 nhân 9 hả các bạn. Rồi. Cứ như thế mà móc nẹp khúc này thôi, thấy cảm thấy khó nẹp quá. Dẹp qua một bên không nẹp nữa. Cứ như thế mà mình chèo tới hết qua đầu sông bên đây nha các bạn. Mình tới hai mũi cuối cùng. Đây. Móc vô. Trời ơi, sao tôi sai lầm khi tôi chọn cái màu sợi này, ở ngoài nó sáng nó đẹp lắm, nhìn nó vintage lắm mà sao lên đây nó tối thui, trời khổ cho người hướng dẫn mà khổ cho cái người xem. Rồi mình còn mũi cuối cùng, hồi nãy là mình có 3 mũi móc trong đây, thêm cái một mũi mà hai xích đó mình chừa ra là 4 mũi rồi ha. Bây giờ mình móc 4 mũi tiếp theo vào trong cái chân này luôn để cho nó đủ 8 mũi như cái thằng bên này ha các bạn. Đó bây giờ móc 4 mũi móc kép vào trong cái chân ban đầu luôn. 1 2 3 4. Rồi. Sau đó các bạn lấy cho mình nè. À, sọt kim vào trên hai cái dây của cái mũi mình qua bắt đầu á. Các bạn kéo sợi qua mũi dời. Ok. Móc mũi dời qua ha. Sau đó các bạn cho mình lên hai xích, 1 2. Và chúng ta móc mũi móc kép vào đúng ngay cái chân của cái mũi nãy mình lên xích nè, mình đâm vào ha các bạn. À, đúng ngay cái chân ở dưới của nó luôn. Cái mũi dời á, các bạn móc mũi móc kép vào đó. Và từ đây về sau chúng ta sẽ móc vòng vòng lên luôn ha các bạn. Rồi cứ mỗi tiếp theo, mỗi chân tiếp theo là chúng ta móc một mũi móc kép. À. Móc một mũi móc kép, móc cho lên hết. Đó, cứ như thế các bạn móc. Ui, cái túi này nó móc còn dễ còn hơn ăn gỏi nè. Đó, nó cứ như vậy vòng vòng lên. Giờ bắt đầu các bạn móc cứ mỗi chân như này nè. Các bạn móc một mũi móc kép vòng qua đây luôn ha, không tăng mũi gì như hết nha các bạn, vẫn móc bình thường luôn. Cái đáy của mình nó chỉ có nhiêu đây thôi đó. Rồi, các bạn cứ móc vòng qua phía bên đây, giáp tới phần bên đây luôn nha các bạn. Sau một thời gian mà múa kim
mỏi tay rồi đó các bạn. Thì chúng ta chuyển qua chế độ đâm chọt cho nó dễ hơn các bạn ha. Các bạn tập đi, tập qua cái chế độ cầm kim theo kiểu đâm chọt này đi, như cầm dao vậy đó, thì năng suất lao động của các bạn rất là cao, không có bị mỏi tay. Thứ nhất không bị mỏi tay, cái thứ hai là làm rất là nhanh, năng suất lao động rất là cao và nó rất là chặt, đều tay nữa. Tập đi các bạn, tập cho nó quen. Đó, cho dây này mới dễ chứ, đúng không? Cứ mỗi cái chân này chúng ta móc một mũi móc kép vào, không có tăng mũi ha. Tới cái mũi cuối cùng nè các bạn, đây là cái mũi cuối cùng, đây là cái mũi hồi nãy chúng ta móc mũi dời lên. Ngay cái chân mũi này chúng ta sẽ không thêm chân ha, chúng ta sẽ có móc chân vô nữa, và chúng ta sẽ đưa kim mình nè đâm vào trên hai cái xích ở trên đầu của cái hai cái xích mình đi lên á, mình đâm lên trên đầu của nó, của xích thứ hai, chúng ta móc mũi dời kéo qua. Nhớ nha các bạn, không đâm kim vào cái chân lên xích nữa, tại cái chân lên xích hồi nãy mình lên xích, mình lên hai xích là mình đã móc một cái chân vào nó rồi, nên mình không móc vào cái chân đó nữa. Nhớ nha. Rồi chúng ta kết thúc bằng cái chân kế bên nó, và chúng ta móc mũi dời qua và chúng ta lên hai xích. Hai xích rồi, các bạn cũng móc mũi kép vào đúng ngay cái chân lên hai xích này ha. Đây đúng lên cái chân của nó luôn, có cái lỗ bự chà bá lửa nè. Đó, móc mũi móc kép vào và cứ như thế các bạn móc hết giáp vòng qua luôn. Các bạn thấy không, bên đây nè chúng ta đã cong lên rồi nè. Đó, đây là cái đáy của cái túi của mình. Đó, mình cứ như thế mình chèo lên hết luôn cái túi, lên tới độ cao mình mong muốn là ok là ngưng lại ha. Ví dụ vậy, bề ngang là 35, các bạn muốn móc túi vuông thì lên 35 cm ngưng lại. Còn nếu mà móc đáy móc hình chữ nhật thì lên 37 hoặc 38, mà 38 thì hơi sâu, lên 37 là cũng đủ đẹp rồi. Như là cái mẫu của nút hướng dẫn vậy đó. Rồi, cứ như thế là mỗi mỗi vòng như đây là một mũi móc kép. Mỗi chân như thế này một mũi móc kép, cứ như thế các bạn móc. Chiêu chiêu chiêu. Rồi, cứ như thế mà chèo nha các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại ở trên mũi cuối cùng, trên tầng cao đó, độ cao ưa thích mình ngưng lại nha. Đây nè bạn, tới gần tới rồi nè. Đó, để cho các bạn xem cặn kẽ lên cái phần khúc này để cho nó lên thẳng luôn ha, nó không có bị tóp 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 lại. Đây, đây là chúng ta còn một mũi cuối cùng nữa các bạn ha. Đây để dễ thấy. Mũi cuối cùng ở đây. Rồi, sau đó các bạn sẽ luồn kim vào. Nhớ nha, cái góc này là chúng ta sẽ không móc mũi gì hết nha các bạn, vẫn để trống đó, của nó rồi, nó có chân rồi. Đây, các bạn mới luồn kim vào trên dưới hai cái sợi dây của mũi móc thứ hai, của mũi xích thứ hai á, các bạn luồn mũi dời qua luôn. Đó, như thế này các bạn thấy không, nó giáp lại cứng ngắc luôn nè, đẹp trai luôn, con bà hai bán bánh gai luôn nha. Lên hai xích đó, cứ như thế các bạn móc tiếp thôi, một mũi móc kép vào đúng với cái chân của nó luôn, vào đúng một cái chân hồi nãy chúng ta lên hai xích luôn. Rồi, rõ ràng cứ như thế móc ấm ba la si bùa eo đó, cứ như thế móc lên luôn nha các bạn, móc tới cái độ cao mình vừa ý rồi ha nha các bạn. Cao rồi thì bây giờ chúng ta sẽ móc cái mũi móc đơn, viền cái miệng của nó lại ha các bạn ha. Trên cái miệng của nó chúng ta sẽ móc mũi móc đơn đây, giáp lại với nhau, giáp lại, móc dời qua và chúng ta lên một xích nha các bạn. Rồi cứ mũi mỗi cái chân ở dưới đây như vậy thì chúng ta sẽ cho một mũi móc đơn. Móc đơn là chúng ta không có ngoặt nha, chúng ta vẫn móc bình thường luôn như thế này. Đó, móc đơn mũi trên cùng, hàng trên cùng chúng ta sẽ móc mũi đơn hết, thế là hoàn thành xong chín tiếng của chúng ta rồi đó. Các bạn rồi, cứ như thế các bạn móc giáp luôn nha. Khi mà chúng ta móc giáp cái vòng miệng rồi thì đã hoàn thành cái phần thân túi ha các bạn. Đấy, đây là một mũi cuối cùng rồi, các bạn đâm kim vào lên đây, chúng ta móc một mũi dời qua luôn. Đấy, chốt nó lại xong rồi, như thế này kéo qua luôn nha, đừng đừng có móc thêm một xích nữa nha bạn, kéo qua luôn, kéo qua luôn. Rồi chúng ta sẽ lấy kim lẹm á, chúng ta lẹm vào ha. Rồi đó, chúng ta cắt ra, cắt ngắn ra.
À, bây giờ chúng ta sẽ lấy kim lệm để chúng ta lệm chốt luôn cái phần miệng này nha các bạn. Chốt sao cho thật là đẹp. Đẹp y chang người móc vậy đó nha. Đây, chúng ta sẽ luồn. Đây, luồn ở dưới hai cái sợi dưới trước à, của mũi trước. Đó, như thế này. Rồi chúng ta sẽ đâm kim vào ngay cái giữa của cái mũi hồi nãy chúng ta kết thúc ha. Như thế này. Đó. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ giống y chang không? Nó đều không? Rồi cái phần ở dưới đây muốn làm gì làm. Cái tiếng đó xuống ở đây chúng ta luồn 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 miễn sao trên miệng nè nó đã giống rồi nè đó, nó đẹp rồi nó bằng nè các bạn thấy bằng trang không. Rồi cứ như thế các bạn luồn dưới luồn cho hết và chúng ta cắt chỉ và chúng ta sẽ qua phần móc quai nha các bạn ha. Rồi cắt hoặc để luôn vậy hồi chúng ta mai lót cũng được nha, thôi tốt nhất là cắt đi ha. Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần móc quai. À, nếp sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái quai dài khoảng 60 cm. Nè, chúng ta sẽ gầy 125 xích. À, các bạn muốn móc dài hơn thì thêm xích nữa, thì muốn móc ngắn lại thì bớt xích ra. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đính chỉ vào kim. Quắt cái chỉ này xuống. À, như thế này. Đâm cái kim chọt vô, móc qua, rút lại, kéo. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ chèo lên 125 xích. Một 2 3 4 5 6 7 123 124 125. Rồi, 125 xích. Thì các bạn giờ cũng móc cho mình là quay ngược cái dây xích này lại ha, ụp lại, còn các bạn không muốn ụp thì cũng móc thẳng trực tiếp này cũng được ha. Bây giờ mình ụp như thế này, các bạn móc cho mình mũi móc kép luôn, đâm vào cái chân thứ hai, chân thứ nhất bỏ, chân thứ hai đây. Rồi. Nha. Luồn dưới đây nè, móc qua mũi móc kép. Đấy, rồi cứ như thế các mỗi xích như thế này. Mỗi xích như thế này, các bạn móc cho mình một mũi móc kép vào cái chân đó, vào cái xích đó ha. Cứ tiếp tục như thế, làm hết cái sợi dây luôn. Rồi, các bạn tiếp tục móc hết dây này luôn nha các bạn. Rồi, chúng ta móc tới cuối xong rồi nè các bạn. Móc lên đây là khỏe rồi. Đây, cái mũi cuối cùng nè. Đây, vô đây. Mũi kép cuối cùng. Rồi, sau đó các bạn cho mình một xích. Và các bạn cho mình đâm vào giữa à, giữa của cái mũi kép này. Một mũi. Chúng ta sẽ móc viền bằng mũi móc đơn hết nha các bạn. Chúng ta sẽ móc bằng một mũi móc đơn, sau đó các bạn đâm vào đó, cái cuối nè ha, cái phần mà chúng ta nãy bắt đầu một cái xích đầu tiên á, các bạn móc cho mình vô là 3 mũi móc kép, 3 mũi móc đơn vào trong đây ha, móc 3 mũi móc đơn vào trong cái góc này, 1 2 3, móc 3 mũi móc đơn vào trong móc này, sau đó nguyên cái đường dài này. À, tất cả này mỗi chân chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. Các bạn vừa móc vừa nẹp cái sợi dây này vào nha. Móc vừa nẹp vào như thế này. Đó. Cứ mỗi chân như thế này chúng ta móc một mũi móc đơn. À, chúng ta móc mũi móc đơn để cho cái sợi dây của mình nó cứng hơn, nó không có bị giãn nhiều ha các bạn. Rồi, cứ mỗi mũi như thế này. À, mỗi chân này một mũi móc đơn, chúng ta sẽ móc hết cái vòng luôn, vòng qua đây luôn nha các bạn. À, tới cái góc, mỗi lần tới cái góc các bạn cho 3 mũi vào trong cái góc để nó bo ha, nó bo cái góc của mình lại cho thành hình vuông nha các bạn. Cho vuông góc một mũi rồi nè, nãy chúng ta vô mũi cuối cùng là một mũi ha, bây giờ chúng ta cho 2 mũi vào, 1 2. À, rồi ngay giữa của cái mũi ba xích từ nãy chúng ta, hai xích nãy chúng ta lên đó ha. Quay ngược lại móc đó vô giữa rồi tới cái đầu cái mũi này à, cái mũi ngay đầu đầu xích luôn. Rồi, các bạn cho mình 3 mũi móc đơn vào trong cái mũi này, 1 trong cái chân này, 2 3 đó, cứ tới ngay góc là chúng ta cho 3 mũi thì nó sẽ ôm cái cua ha các bạn nhé. Rồi cứ thế các bạn cho mỗi chân ở dưới đây là một mũi móc đơn cho hết dây luôn là chúng ta xong một cái dây.
Cứ như thế các bạn móc hết cho cái dây cuối cùng này luôn nha. Rồi còn mấy mũi cuối cùng nữa là chúng ta xong một cái quai đó. Quai đây rồi, các bạn cho vào cái mũi cuối cùng mình hồi nãy nè, mình lên xích nè, mũi này chúng ta đưa vô và chúng ta cho một mũi dời nữa là qua à, các bạn cho một xích kéo qua luôn, rồi chúng ta cắt chi bóp xong một cái quay đó, họ chúng ta luồn vô ha các bạn. Rồi các bạn cứ như thế móc thêm một cái nữa thì chúng ta sẽ thành một cặp, mình ta sẽ có một cặp. Nhớ nha, các bạn kết quay may lót xong thì chúng ta mới bắt đầu là trang trí nha. Cứ móc sẵn nhưng mà phải may lót kết quay vô xong thì chúng ta mới trang trí lên để cho nó không có bị dơ. Nhiều lúc mình đã trang trí lên rồi cái mình ngồi mình cà cà lết lết may lót thì kết quay may lót vô thì nó sẽ bị dơ cái phần mà chúng ta trang trí. Cứ làm hết đi rồi chúng ta sẽ trang trí sau ha. Rồi ok, giờ chèo thêm cái quay nữa ha. Bây giờ mình sẽ qua phần khác nha các bạn. Rồi bây giờ nó sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái cánh hoa cúc trắng. Cánh hoa cúc trắng mình cũng có hai loại, một loại nhỏ một loại lớn, dành cho một cái bông nhỏ bông lớn ha. Cái cánh nhỏ nha, bây giờ nó sẽ hướng dẫn các bạn móc cánh nhỏ thì cánh lớn nó cũng lớn hơn có một hàng thôi, cánh nhỏ là nhiêu đó, ví dụ cánh nhỏ 4 hàng thì cánh lớn 5 hàng vậy thôi chứ không có gì khác. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ dùng kim chỉ cô tông Việt Nam 1 mi chập đôi ha các bạn, dùng kim 2.4 với 2.5 trên số 4, còn không có các bạn dùng kim 3 chấm cũng được, không có gì khó hết à. Mà dùng lỡ dùng kim nào thì dùng luôn size kim đó nha các bạn, chứ không có móc cánh này bằng size kim này rồi cánh kia bằng size kim khác là nó trên cái cánh nha, nó không đẹp. Rồi chúng ta sẽ tạo đính chỉ vào kim ha, rồi chúng ta sẽ móc lên 3 xích, 1 2 3 à. Sau đó các bạn ụp cái dây này lại, chúng ta sẽ móc về trái bên của sợi dây ha. Các bạn móc cho mình một mũi móc kép vào trong cái chân này, chân xích này ha, móc kép nha các bạn. Rồi đó, chúng ta sẽ có được hai mũi móc kép. Cái ba xích này lên đó là tương tượng trưng cho là một mũi, tương đương với một mũi móc kép nha các bạn. Rồi sau đó các bạn cho hai xích, 1 2, chúng ta quay lại và các bạn móc cho mình 3 mũi móc kép vào trong cái chân này, một chân luôn, 1 2 3. Sau đó các bạn cho mình lên 2 xích, 1 2, quay ngược lại ha, chúng ta sẽ móc một mũi móc kép vào trong cái chân của nó luôn à, chân của 3 xích đó, lên đấy. Sau đó móc một mũi móc kép ngay giữa kế bên nó, ngay chân ở dưới luôn. Rồi chúng ta sẽ móc hai mũi móc kép vào ngay cái chân cuối cùng ha, có nghĩa là chặn đầu và chặn đít đó là hai mũi móc kép chung chân à, ở giữa này là một chân, một mũi á, 1 2 à, nó sẽ ra cái hình tam giác này, các bạn thấy không, từ từ nó to ra. Rồi các bạn cho mình hai xích lên, ẻo úp mình lại đó, quay ngược lại là móc một cái mũi móc kép vào đúng cái chân của nó luôn nha. Sau đó các bạn cho mình hai mũi móc kép kế bên nè à, mỗi chân là một mũi móc kép, đơn giản như đang giỡn. Rồi mũi cuối cùng đây, chân cuối cùng đây thì cho mình hai mũi móc kép chung chân, khóa đầu khóa đuôi lại là hai mũi móc kép chung chân. Đây đó, sau cái này là cái cánh nhỏ nè, bắt đầu chúng ta quay qua móc hàng cuối cùng, các bạn cho mình một xích ha, quay qua móc hàng thứ năm là hàng cuối cùng, các bạn cho mình một mũi nửa kép. Nửa kép là gì? Ngoắc cái vòng này đâm đúng kim vào cái chân của nó luôn, đâm kim đúng vào cái chân của nó luôn đó, như thế này, và chúng ta sẽ được ba vòng chỉ trên kim, chúng ta sẽ móc luôn hết ba vòng chỉ này luôn, gọi là mũi nửa kép. Tiếp theo là mũi móc kép đây, chân kế tiếp nè. Rồi chân ở giữa các bạn cho mình mũi kép đôi ha, mũi kép đôi là như thế nào, móc hai ngoắc hai vòng chỉ ha, chúng ta sẽ đâm kim xuống với chân kế tiếp nè, kéo lên ngoắc chỉ luồn qua hai vòng đầu tiên đó, như thế này chúng ta còn ba vòng trên kim. Sau đó ngoắc chỉ
luồn thêm hai vòng nữa. À, và chúng ta vẫn còn hai vòng trên kim và quất chỉ lần cuối cùng, kéo qua hết. Ok. Sau đó cho một mũi móc kép đôi nữa vào đúng ngay cái chân của nó luôn, là hai mũi móc kép đôi chung chân. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Rồi. Tiếp theo móc một mũi móc kép kế bên. Móc kép thôi. Đó, cho nó đối xứng nè các bạn thấy không? Đối xứng nè. Đây, sau đó chúng ta còn một cái chân cuối cùng, cho mũi nửa kép. À, móc đối xứng mà các bạn. Mũi nửa kép móc hết vô ba vòng chỉ luôn. Rồi. Rồi thêm một mũi đơn vô cuối cùng. Mũi đơn. À, mà thấy đối xứng giống không? Ở giữa là hai mũi kép đôi, ở giữa hai bên mũi kép đôi thì có hai mũi kép thường, và hai bên mũi kép thường thì sẽ có hai mũi nửa kép bên đây và bên này. À, chốt cuối cùng là một mũi đơn. À, đó đối xứng. Rồi tiếp theo đó là các bạn cứ mỗi cái chân mũi kép như thế này, các bạn cho mình hai mũi móc đơn vô. Ví dụ như ở đây giữa nè, giữa cái mũi móc kép chúng ta sẽ cho một mũi móc đơn móc vô, là chúng ta đang móc bao viền xung quanh của cái cánh hoa đó các bạn. Rồi ở giữa nè, nha, ở giữa cái chân á, chúng ta cho mũi móc kép, mũi đơn chứ, xin lỗi. Rồi giữa cái mũi móc kép cho một mũi đơn nữa. Rồi ngay cái chân ở giữa nè, đó, cho mũi móc đơn vô. Đó, cứ như thế các bạn móc viền xung quanh ngay cái chân nè, cái chân là bốn á. Và các bạn thấy không, ba cái móc kép hồi nãy chúng ta cho vô lỗ, nó giờ thấy cái lỗ nó bự chà bá lửa. Đó, cứ móc vào luôn. Ừ. Rồi một mũi kép bình thường đây, em một mũi đơn bình thường đây, vô giữa chân nữa. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ cho ba mũi móc đơn vào trong cái chân mình khởi tạo lúc đầu nè. À, nhớ không các bạn, vô cái lỗ này luôn ba mũi để mình bo một cái cua vòng tròn. Vừa móc chúng ta vừa nẹp luôn cái sợi dây dư, một mũi, hai mũi, ba mũi. Ai, đẹp trai. Rồi tiếp theo đó, giữa mũi móc kép cho một mũi đơn. Tiếp theo đó, lên luyết tiếp. Ừ. Rồi cứ như thế, chúng ta sẽ móc bình thường. Giữa mỗi kép sẽ có một mũi móc đơn, ngay chân của nó có một mũi móc đơn nữa. Rồi, mũi cuối cùng là các bạn ngay chân nè, ha. Chúng ta sẽ móc không phải mũi móc đơn mà chúng ta móc dời qua luôn như thế này. Sau đó các bạn cắt chỉ ha, để xa xa, cắt chỉ cái cập, éo, rút nó ra. Tỉa lông, tỉa lá, cái nào dư dư chì chì chỉ chỉ, bóp cho nó gọn. Chiếu, liễn qua một bên. Rồi, thế này nè, các bạn lấy cái kim lẹm của mình á. Nãy giống như mình hướng dẫn các bạn kết cái miệng túi cũng vậy đó. Chúng ta luồn qua, ha. Sau đó các bạn cũng luồn ở dưới cái mũi, đây, cái mũi phía trên của mình nè. Thấy không? Hai cái sợi dây. Ừ, như thế này. Đó, các bạn luồn qua ha, luồn qua như thế này, rồi kéo mạnh qua, rồi các bạn đâm kim vào ngay cái mũi dưới như thế này. Đó, giữa kia, giữa cái mũi của mình nãy kết thúc đó, các bạn thấy không, nó sẽ đều và đẹp như thế này. Rồi chúng ta sẽ luồn. Ừ, luồn, các bạn lấy kim luồn qua luồn lại, miễn sao cho ngay giữa của cánh hoa được rồi, chút nữa mình dán nó cũng không thấy gì hết. Ừ. Đó, xong, thế là chúng ta đã hoàn thành xong một cái cánh hoa, một cái cánh bông cúc trắng. Cúc này cúc bự chứ phải cúc họa mi nha các bạn. Đó, cứ như thế. Cái bông nhỏ của mình gồm có 6 cánh ha, thì các bạn móc cho mình thêm 5 cánh vô nữa thì cho nó đủ thành 6 cánh. Đó, như thế này. Nha. 6 cánh. Đó là xong.
cái bông nhỏ. Bây giờ chúng ta qua cái bông lớn cũng y chang như vậy, chúng ta chỉ cần móc thêm một hàng nữa thôi, một hàng kép nữa thôi, thì lên trên chúng ta cũng móc vậy là ra hết. Cái cánh lớn mình cũng móc tương tự như cái cánh nhỏ ha các bạn, mình chỉ thêm một hàng kép ở giữa thôi. À, cái phần ở trên đây móc y chang như vậy nha, chỉ thêm một hàng kép nữa thì cái cánh nó sẽ to và nó cao hơn. À, cái mũi kép đôi trên đây em vậy, thay vì ở đây mình có hai mũi kép đôi thì các bạn ở đây trên mình ba mũi kép đôi ngay giữa là được rồi. À, một mũi rời và hai mũi chung chân đó, đó ba mũi kép đôi giữa là nó bằng y chang vậy luôn. Cánh lớn, cái hoa lớn của mình thì tới 7 cánh nên các bạn móc cho mình 7 cái nha, 7 cái cánh lớn, còn cánh nhỏ thì là 6 cánh là các bạn xong cái bông hoa. À, bây giờ chúng ta sẽ móc cái phần nhụy hoa. Chúng ta móc cái phần cánh hoa trước rồi chúng ta mới móc phần nhụy hoa để mình canh cái độ lớn của cái bông hoa của mình nha các bạn, cho nó dễ hơn. À, thí dụ như vậy đó, cái hoa của mình nó là vậy, mình chỉ móc nửa cái bông hoa thôi chứ không phải là, tại vì hoa này là hoa cúc chè bè nó nở tét lét ra vậy, nó ngửa ra thôi đó, nên mình chỉ móc tương tự là 6 cái cánh hoa thôi chứ không phải là như những cái hoa cúc họa mi hay là hoa cúc mất một cánh á, thì nó mất hết luôn. Cổ này là mình móc hoa cúc chè bè, à nó nở tét lét ra luôn đó, các bạn thấy không đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc nhụy hoa ha. Bây giờ qua móc nhụy, các bạn để ý là cái nhụy của mình sẽ có 3 màu ở phía bên trong ha, lấm tấm nè các bạn thấy không, lấm tấm trắng đen nâu ha. Bây giờ mình sẽ có 3 cộng, một cộng trắng, một cộng đen, một cộng nâu chụm lại với nhau. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc nha. 3 cộng nên mình dùng kim số 5 nha bạn, kim 30 để cho nó to. Trước tiên chúng ta cũng đính chỉ vào kim ha, chập 3 lại, móc như thế này. Đấy. Sau đó các bạn cho mình lên 8 xích, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À 8. Quay úp ngược cái dây xích này lại. Trời ơi, thấy đường chết liền luôn á. Rối nùi. Rồi. Các bạn cho mình một mũi móc kép vào ngay cái chân thứ hai, chân đầu tiên bỏ, chân thứ hai nằm đây. À, luôn. Cái này hơi bị khó thấy xíu ha, để ý nha các bạn. Móc một mũi móc kép. Rồi, thêm một mũi móc kép nữa vào trong cái chân này luôn. Hai mũi móc kép chung chân. Rồi tiếp theo đó cứ mỗi chân như vậy các bạn cho mình một mũi móc kép kế tiếp với nhau. 1 2 3 4. Rồi ngay mũi cuối cùng nè, mũi cuối cùng. Rồi, các bạn cho mình cũng 8 mũi móc kép vào trong cái chân này. 1 2 3 4. Ráng nại nha các bạn ơi. À, cái lỗ này nè. Các bạn ụp lại á thì cái lỗ này nó nhỏ vậy các bạn mới dễ móc. Còn không á, các bạn bị tè bè ra, móc thêm mặt phải á, nó tè bè ra như vậy, nó không có khít như vậy đâu. Nó không có đẹp đâu. Đó. Mấy rồi ta? 1 2 3 4 5 6 7 8. À, như thế này. Rồi các bạn vừa móc vừa nẹp cái sợi dây dư này luôn nha. Rồi tiếp theo đó cứ mỗi chân đối xứng như này, chúng ta sẽ móc một mũi kép đối xứng với mũi kép bên kia. À, ngồi quay mà tối ngày cứ bánh mì với kem không à. Chết rồi. Ra đây nha các bạn. Tới mũi cuối cùng luôn. Đây. Rồi. Ngay cái mũi cuối cùng này nè, hồi nãy chúng ta sẽ đã có móc hai mũi móc kép chung chân rồi. Với lại nãy chúng ta có hai xích lên nữa là thành 3 mũi, thì bây giờ chúng ta móc 5 mũi vào trong cái chân này nha các bạn. Các
các bạn muốn móc 5 mũi, 6 mũi, muốn móc cái vòng này nè, tùy theo ý các bạn, 6 cũng được, 7 cũng được, miễn sao các bạn thấy nó đẹp là được rồi. Mình móc 8 để cho nó đùng lên, cho cái cánh của mình nó nhô, cho cái nhụy của mình nó nhô lên, cho thành 3D cho nó đẹp. Đó, các bạn thấy không? Rồi. 1 2 3 4 5. Cho thêm một mũi nữa như thế này. Rồi, các bạn chốt cho mình ha. Đây, chốt bằng cách là chọt kim vào. Và các bạn thấy không? Hai cái đường gân của nó nè. Đầu mũi của nó đó, các bạn kết lại với nhau. À, như thế này. Sau đó các bạn cho mình móc lên một xích. Rồi, các bạn móc cho mình. Tại vì bây giờ mình móc cái mũi cái cánh hoa cái nhụy lớn thì mình sẽ móc thêm một cái đường nữa ha các bạn ha, một đường mũi kép nữa. Móc thêm một đường mũi kép và hai xích, cho hai xích lên nữa ha. Sau đó các bạn cho mình một mũi kép chung chân. À, vô cái chân của mình lên hai xích luôn. Rồi tiếp theo đó các bạn móc cứ mỗi chân như thế này là một mũi móc kép. Đó, cứ như thế. Móc tới luôn nha các bạn. Ngay cái vòng tròn, ngay cái vòng đầu bầu dục này nè thì các bạn mới đầu tăng mũi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tăng mũi ha. Đây. Các bạn thấy ba cái mũi trên đỉnh đầu, các bạn cho mình hai mũi móc kép chung chân nha. Đánh dấu nè, mà thấy ngay canh giữa nè, nó nằm ngay giữa đây. À, thì cái mũi giữa đỉnh đầu và cái mũi hai cái mũi kế bên nó các bạn cho hai mũi móc kép chung chân. Mình sẽ cho hai mũi móc kép chung chân vô đây. Một. Để mình bo cái cua này. Hai rồi. Tiếp theo một mũi nữa, một cái chân nữa, hai mũi móc kép chung chân đó. Rồi cứ còn lại thì các bạn móc cho mình là mũi móc kép, mỗi chân là một mũi móc kép. Trên đầu mình tăng mũi để cho nó tròn ra, nó tròn đều ra chứ nó không có bị vô lên. Đây là cái nhụy lớn nha các bạn, cái nhụy của cái bông lớn. Mình móc không có theo một cái chạc gì hết á, các bạn đừng có hỏi mình cho em chạc tay thiệt á, móc theo cảm tính đó. Các bạn thấy không, cứ thay ra hình bầu dục là được rồi. Rồi hỏi mình bao nhiêu xích bao nhiêu v không nhớ nổi, cứ mình móc mình canh ngay cái đầu của nó, mình thêm mũi vô để cho nó bo tròn thôi. Không có một cái chạc nào cố định hết, tùy tay móc của mỗi người nữa. Đây cứ ba mũi cuối cùng nè các bạn, ba mũi đỉnh nè, ở đỉnh nè thì các bạn cho hai mũi kép chung chân là được. Đây, một mũi, hai mũi, ba mũi. Đó. Cho mũi kép chung chân. Rồi, tiếp theo đó là một mũi kép ngay chân của nó luôn, ngay chân của thằng xích đó. Rồi bây giờ các bạn mới nối lại nè. Nối nó lại. Giáp rồi thì chúng ta sẽ nối lại. Nối lại như thế này nhưng mà các bạn không nối bằng mũi dời, và chúng ta sẽ móc mũi móc kép mũi đơn luôn. Qua luôn. À, chúng ta sẽ móc mũi đơn luôn. Và cứ thế các bạn cho mình là cứ một một mũi đơn, rồi các bạn cho thêm một mũi đơn vào trong cái chân của nó luôn. Thì chúng ta sẽ chọn cái phương án là một đơn rời, một hai đơn chung chân, một đơn rời, hai đơn chung chân ha các bạn. Rồi chúng ta có hai đơn chung chân rồi nè, bây giờ chúng ta móc một đơn rời. Rồi hai mũi đơn chung chân. À, hai mũi đơn chung chân. Sau đó móc một mũi đơn rời. Kế tiếp hai mũi đơn chung chân. Đó, như thế chúng ta móc bo hết nguyên một vòng luôn.
Đó, một mũi đơn rồi, hai mũi đơn chung chân. Bò tới cái vòng của nó luôn nha các bạn. Chốt lại nha. Móc giáp lại nè các bạn thấy không? Rồi, cái mũi cuối cùng giáp lại như thế này. Đây là cái mũi cuối cùng nè. Các bạn cho mình một mũi dời chốt lại với nhau. À, chốt lại như thế này. Sau đó các bạn bỏ cho mình cái cọng chỉ màu trắng ra. Ha, bỏ cái cọng chỉ màu trắng ra nha các bạn. Tốt nhất là cắt bỏ nó đi ha. Cắt nhưng mà chừa lại một khúc thôi. Chừa lại một khúc này. Đó, để mình nẹp. À, sau đó các bạn cho mình một xích nha. Rồi, bây giờ các bạn móc mũi móc đơn giùm mình. Mũi móc đơn. Cũng móc một mũi móc đơn luôn. Cứ hai móc cách y chang như vậy đó các bạn, hai mũi móc đơn chung chân. À, đây là nãy mình lên xích rồi nè, bây giờ mình móc một mũi móc đơn vô cho nó luôn. Mũi kế tiếp hai mũi móc đơn chung chân. Sau đó là hai mũi móc rời. Đây xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, một mũi móc rời chứ. Bây giờ thì chúng ta móc hai mũi móc rời. À, hai mũi móc rời. Sau đó một mũi móc đơn chung chân. À, hai mũi móc đơn chung chân, hai mũi móc rời, rời hai chân kế tiếp các bạn, gọi là rời, nó không có dính với nhau, đó, như thế này, à, sau đó mình móc hai mũi móc đơn chung chân, cho tới ngay cái đỉnh này luôn nha các bạn, cái đỉnh hình oval như thế này, thì mình ngưng lại, ta móc gần tới đỉnh của cái hình oval, các bạn thấy không, hình oval đây, chúng ta móc còn vài mũi nữa là tới đỉnh, thì các bạn ngưng lại, chúng ta sẽ móc bằng mũi móc kép để tạo cái độ dày, à, cho cái nhị hoa ở phần phần nghiêng này nè, tạo cái sự dày để tạo hình 3D nó đang nghiêng đó các bạn. Ừ. Đó, thì bây giờ trước khi chúng ta lên móc kép thì chúng ta phải móc một mũi nữa kép để tạo cái độ lài lên. Chứ các bạn vừa móc một mũi đơn xong các bạn móc một mũi kép liền thì nó sẽ bị gãy khúc liền. À, tại vì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ móc một mũi nữa kép. À, mũi nữa kép nó sẽ cao hơn mũi đơn và nó sẽ thấp hơn mũi nữa kép, nó tạo độ lài mềm mại đẹp hơn ha các bạn. Rồi, bắt đầu các bạn móc một mũi nửa kép. Móc vô, ngoắc hết 3 vòng chỉ luôn. Sau đó các bạn móc mũi kép vào đúng cái chân đó. Ừ, như thế này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi kép rời nè. Tiếp theo đó chúng ta móc một mũi kép rời nè. Rồi sau đó các bạn móc hai mũi kép chung chân. Chung một chân. Cũng làm như trình tự hồi nãy, hai kép rời. Hai kép liên tục nhau là hai kép chung chân. Đó, cứ như thế các bạn móc hết qua tới bên kia luôn. Đây, giờ tới phiên hai kép chung chân. Đây, các bạn móc tới cái đầu của cái đỉnh của cái mũi oval này, chúng ta sẽ ngừng lại và chúng ta sẽ móc mũi đơn đi kết luôn nha các bạn. Ừ. Chúng ta móc tới phần gần đỉnh của cái oval ha các bạn, như thế này thì chúng ta cũng tạo cái độ lài xuống luôn là bằng mũi móc nửa kép. À, nửa kép. Sau đó chúng ta móc một mũi móc đơn vào trong cái chân này luôn. Và đến đây chúng ta sẽ móc mũi đơn hết nha các bạn. Hai mũi đơn. Hai mũi đơn rồi, sau đó hai mũi đơn chung chân. Rồi. Rồi một mũi đơn rồi. Rồi chúng ta sẽ đụng tới nó rồi và bây giờ chúng ta sẽ kết lại với nhau, kết với nó lại ha. Rồi chúng ta sẽ móc qua. Như thế này luôn nha các bạn. Móc mũi dời qua luôn, kết lại. Đó là xong. Các bạn kết xa xa ra là chúng ta lấy kim lệm chúng ta kết lại hình như hồi nãy mình hướng dẫn các bạn đó. Nha, các bạn cũng xỏ. Đó, như thế này. Đó, đây là một cái đài lớn. Ê, quên. Xin lỗi, đây là một cái nhụy lớn. Đây là cái nhụy nhỏ. Nhụy nhỏ thì chúng ta sẽ bỏ bớt một cái hàng mũi kép đi thì sẽ nhỏ lại ha các bạn ha. Còn cái ở bên ngoài thì móc y chang như vậy luôn nha các bạn. Đó. Cứ như thế là các bạn móc. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn qua phần lá. Lá của hoa cúc thì nó có cái phần răng cưa giống như cái này các bạn ha. Đó, lá lớn, lá nhỏ đây nè nè, móc y chang nha, đều lá lớn thì nhiều nhiều xích, lá nhỏ thì ít xích lại vậy thôi. Rồi, trước tiên á, cái này là lá lớn, mình tạo 18 xích. À, lá này là lá nhỏ, mình tạo có 11 xích thôi. Bây giờ mình móc lá trung bình, mình tạo 15 xích ha các bạn. Rồi, bây giờ các bạn cho kim vào ha. Đính chỉ vào kim. Sau đó móc cho mình 15 xịt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. À, 15. Tương tự như những cái gì hồi nãy mình hướng dẫn về móc xích, úp ngược nó lại, móc mũi đơn nha các bạn, tất cả đều là mũi đơn hết. Đó. Cách một chân ha, chúng ta sẽ móc một chân kế bên nè, rồi chúng ta móc cái chân nó luôn, khỏi cách chân nào hết. Đó, móc luôn liên tục, rồi cứ mỗi xích như vậy là chúng ta móc một mũi móc đơn, rồi cứ như thế các bạn móc hết cho đến cuối cuối dây này luôn nha. Khi chúng ta móc tới cái mũi cuối cùng đây nè các bạn, à, chúng ta sẽ kê vào móc một mũi cuối cùng mũi đơn, sau đó các bạn móc cho mình 3 xích, 1 2 3, và chúng ta đâm cái kim vào ngay cái chân cái xích cuối cùng đó luôn, móc thêm một cái chân nữa, một mũi kép em một móc đơn nữa đó, chúng ta sẽ bo lại. Sau đó cứ mỗi xích đối xứng dây này chúng ta sẽ móc một mũi, à, một mũi đơn nha các bạn, cứ mỗi chân dây này chúng ta sẽ móc đối xứng một mũi đơn, vừa móc vừa nẹp cái dây này lại nha. Đây, móc tới khi nào mà chúng ta đếm ở đây khoảng xuống còn khoảng 5 5 chân hay 5 5 cái mũi thì chúng ta sẽ ngừng lại, 1 2 3 4 5 thì chẳng hạn vậy. Này dễ, móc theo cảm tính. Trời ơi, móc mà móc mà mắt nhắm mắt mở tha hồ mà móc luôn, không cần phải ngồi mà đếm mũi nữa. Đây. Đây, còn lại 5, à, 5 mũi trên đây, mình ngưng lại mình không móc nữa, ngừng lại. Sau đó các bạn cho mình 3 xích, 1 2 3. Quay ngược lại. Móc đúng vào cái chân của nó luôn, à, chân xích đầu chân mũi cái chân mũi đầu tiên luôn. Rồi, chúng ta sẽ móc tới. Ui, nó dễ nhân ớt kìa các bạn ơi. Không có việc gì khó. Chỉ sợ mình không tiền. Đào núi dễ lấp biển. Không làm được thì thuê. Không làm được thì cứ inbox nấp. Nấp làm cho. Ok. Rồi, đó. Đây. Chúng ta sẽ đâm chân vào cái phần mà nãy chúng ta có hai xích đó. Ê, 3 xích đó các bạn. À, móc một mũi móc đơn vào trong đây. Sau đó tiếp tục cho 3 xích nữa, 1 2 3. Đây là cái cua. Móc thêm một mũi móc đơn vào trong cái 3 xích này nữa. Đó, đánh một cái cua vòng qua. Rồi bây giờ chúng ta móc cứ một chân này nào mũi móc đơn, móc tới khi nào đối xứng với thằng bên đây ngưng lại, à, với cái lá bên đây ngưng lại. 1. Muốn móc lá to thì móc xích càng to thì nó sẽ càng to cái lá mình ra, xích càng nhiều chứ. Muốn lá nhỏ thì móc xích ngắn lại thì nó sẽ nhỏ. Rồi, đến đây. Đến đây, ngừng lại. Rồi chúng ta móc 3 xích lên, 1 2 3. Quay ngược lại để mình tạo cái độ nhọn của nó đó các bạn. À, rồi chúng ta sẽ có móc tiếp tục vào trong cái chân này luôn. Móc đơn, móc qua, móc lại, móc tới, móc lui, móc xuôi, móc ngược, rồi nó cũng xong. Ơi da, đây đến đây, cứ tới cái phần mà 3 xích này là các bạn, chúng ta lúc nào cũng phải cho một chân vô, à, rồi chúng ta móc 3 xích tạo cái vòng cua, cho một mũi ngay chân của nó, ngay cái xích này dưới đây luôn. Đó, tiếp theo. Móc tới luôn các bạn. Các bạn muốn tạo một cái độ ngắn dài của cái khía lá đó thì do tùy thích của mình thôi. Mình muốn cái khoảng cách này nó lớn thì mình móc ngắn nó lại, khoảng cách này nó nhỏ thì móc lên tí xíu thì nó nhỏ. Nha, đó, đơn giản thôi. Vậy. Rồi các bạn cho xích 1 2 3, đến đây mình ngân quay ngược lại, móc y chang vào cái chân của nó luôn. Đây là cái lá răng cưa. Đó, cứ như thế các bạn móc thôi. Rồi. Cho một mũi ngay 3 xích. 1 2 3. Quay ngược lại.
Ừ, trời ơi, chắc trên thế giới này không ai hướng dẫn tỉ mỉ như như núp đó nha các bạn. Đó. Rồi đó, các bạn móc đến đây nè. Đối xứng. Không muốn đối xứng thì cho nó xéo xéo cũng được. Không phải nhất thiết là bên thằng này này nó ngưng ở đây thì mình phải ngưng bên đây của nó cũng được, mà cho ngưng thấp thôi cũng được vậy. Cũng đẹp và tạo cái điểm ngấn nhấn khác nhau. Giờ mình ngưng ở đây nè, nó cũng thấp hơn ở thằng quỷ bên này, đúng không? Cho ba xích lên. Đó, tạo cho sự khác biệt. Chứ cái gì nó cũng bằng bằng ngang ngang nhau vậy thì nó không có còn hay nữa. Cần phải tạo điểm nhấn. Đó, rồi móc ngược lại. Rồi, mũi cuối cùng vào trong cái xích này. Chốt, móc, ẻo, ngừng. Các bạn thấy chưa? Đẹp chưa? Trời ơi, chịu không có lấy. Ngừng, cắt cái cụp. À, rồi, cắt cái cụp rồi. Tỉa lông lá ra ra. Xong rồi đó các bạn. Đã chưa? Rồi, thích cái chỗ nào, thích cái mặt nào đẹp thì lấy mặt đó làm chính nha các bạn ha. Đó, mình thấy mặt nào cũng đẹp với nhau. Rồi đó, thế là mình hướng dẫn xong cái phần lá. Bây giờ làm gì nữa nè? Ok, bây giờ chúng ta vô phần trang trí nha các bạn. Đã đến lúc chúng ta chơi súng sơ cắt đồng chí ơi. Rồi, các bạn bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp để trang điểm lên cho cái túi của mình. À, các bạn cố định lên các vị trí nào cho cần thiết ha. Ngắm nghía thật là kỹ, tại khi chúng ta bắn keo lên cái là chúng ta không gỡ ra được. Ừ. Kỹ lưỡng nha các bạn. Thấy tất cả đồng thanh đồng thủ hết nha. Đó, vị trí thằng nào là dính dính chính xác thằng đó, các bạn chỉ việc lật ịnh cái ngón tay giữa của mình nè. Đó. Lật lên, bắn cái keo đó cố định nằm xuống như thế này. Rồi, chơi súng. Đây, giống như cái nhụy ở đây ha. Mình đã cố định cho nó đẹp hết rồi. Thì chúng ta sẽ bắn keo ngay giữa. Ịnh đó, ngay giữa trước. À, cố định. Thằng này. Một thằng trước thôi, một bông trước thôi nha các bạn. Tại cái bông này chút nữa cái nhụy mình đậy đậy lên. Thì đó, những cái cánh hoa này cũng vậy. Canh sao cho thật là chính xác, thật là đẹp, đều với nhau. Đừng quá so le là được ha các bạn. Đổi vị trí nào mà mình thấy phù hợp mình sẽ đổi, cái thằng nào mà cong cong thì mình cho phía ra ngoài để cho nó cong xuống, nó ôm cái bông nó sẽ đẹp. Đó, nhớ nha, cho nó xéo xéo nha. Rồi các bạn vịn cái cánh ngay giữa lại ha, chúng ta sẽ bắn một lớp ngay giữa trước đó, cho nó cố định như thế này. Khi mà đã cố định xong rồi chúng ta sẽ bắn một cái lớp keo viền xung quanh để cho nó nằm xẹp xuống cho nó đẹp luôn. Trời ơi, không có khó gì đâu các bạn ơi. Lúc đầu chưa làm á mình run tay, mình sợ không biết bắn như vậy rồi lỡ nó xấu đẹp làm sao. Nhưng mà từ từ làm riết quen, cầm súng lên thì chỉ có bắn chít 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 thôi. Súng người ta là đùng 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 đùng, mà súng mình chỉ có xịt ra nước không. Đó. Đó. Cố định thành một bông. Rồi bắt đầu các bạn mới lật cái thằng này ở phía sau nè. À, các bạn bắn một lớp mỏng ở phía viền ở ngoài. Viền phía ngoài như thế này. Ịnh vô, đó để cho nó nằm sấp xuống luôn. Nằm xuống luôn. Bắn keo như thế này rồi mà còn xuất ra là không biết như thế nào luôn đó. Không thể nào mà xuất nổi luôn. Viền một lớp mỏng ở ngoài, ịnh nó xuất. Hao keo. Còn các bạn mà ngồi kết tay chắc không biết tới chừng nào mới xong. Làm bán mà mình ngồi mình tỉ mỉ vậy là mình bán không nổi luôn, không cạnh tranh nổi đâu các bạn. Làm đi liên tục. Đó, đó là như thế này. Còn các bạn mình không có keo nến, không có băng keo nến thì chịu chịu khó thì kết tay ha các bạn, mà kết tay nó lâu lắm. Kết tay nhiều lúc nó còn chật vuột lên xuống nữa chứ. Đó, cứ cố định như thế này, chúng ta làm
từng cánh từng cánh từng cánh, xong đó các bạn chồng nó lên. Nhớ nha, cái bông, cái nhụy thứ hai, à cái bông bự nó sẽ nằm chồng lên cái cánh nhỏ đi xíu nha. Các bạn kết nè, các bạn cứ ịnh đều hết xung quanh tất cả 6 cánh này luôn nha các bạn. Sau đó mình làm tới cánh lớn, và cuối cùng là mình làm những cái lá, cái thân cây. Móc cái thân cây này bằng cái mũi mũi bính á, rồi xong các bạn móc một mũi kép lên nó, là theo cái chiều dài của cái cây bao nhiêu thì các bạn móc bấy nhiêu ha. Nè, theo cái lá nhỏ này trang điểm lên. Rồi các bạn mà muốn móc hoa bướm, bướm bông hoa gì nhí nhí nữa trang điểm lên cũng được, tùy theo cái sức sáng tạo của mọi người. Rồi cứ như thế các bạn làm nha. Đây, chúng ta còn một tí xíu ở đây nữa là hoàn thành. Các bạn cẩn thận nha. Súng xa là gà nướng lu đấy các bạn. Mình móc thật là đẹp rồi. Mình lên thật là ưng rồi. Mà mình bắn keo không được nữa là mình chết. Cẩn thận là trên hết. Bắn lúc đầu không quen chứ từ từ là quen hết đó các bạn. Rồi, xong. Hoàn thành, xuất sắc. Trời ơi, chịu không có lấy. Đẹp quá đi thôi. Rồi, thế là Núp đã hướng dẫn xong cho các bạn móc và trang trí một cái túi tôn. À, cái túi kẹp nách đi chợ ấy các bạn. À, nếu các bạn thấy cái kênh của Núp hướng dẫn thật là thú vị, hay thì các bạn cho Núp một like, một chia sẻ ha. Và nhớ subscribe kênh của Núp nha. Để sắp tới Núp sẽ hướng dẫn cho các bạn thật là nhiều sản phẩm khác dễ thương, cute, formal wear khác nữa. Nha các bạn. Rồi chúc các bạn, chúc các đồng chí luôn luôn mạnh khỏe. Chắc tay móc, vững tay súng bắn keo. Rồi, hẹn gặp lại các bạn những clip khác nhé. Xin chào.